Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích Mai Vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống Hồng Thơ Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với vườn mai của chị Cẩm Loan, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số giống mai để về mình lấy bo làm giống ha cô chú. Vườn của chị Loan thì cũng có khá là nhiều loại giống, có cúc lá gí với lại cúc hoa hồng thanh tú, cúc thọ hương, cúc vua 2 tầng, cũng khá là nhiều loại. Cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chị Loan ạ. Bây giờ em xin mời cô chú mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của vườn chị Loan cô chú ha. Rồi em xin chào bà chủ ơi. Dạ em chào cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng ha. Hôm nay em trở lại giao lưu với cô chú anh chị mình một số mai ha, để mình lấy bo làm giống rồi mình dưỡng lại cho Tết 2024 luôn nha cô chú nha. Rồi em rất mong cô chú anh chị gần xa yêu thương ủng hộ vườn em ha. Em lên đầu năm mới em chúc cô chú anh chị mình là được vạn sự như ý ha, dồi dào sức khỏe. Rồi em lên combo đầu tiên ha. Là mai giống. Ủng hộ cho em. Hả? Em chúc cô chú chị có tiền nhiều ủng hộ cho phát tài. Rồi mình vô combo giống có mấy loại đi. Combo 5 giống là 5 cây 5 giống nha cô chú nha. 5 cây 5 giống là gồm có cúc đại đóa nha, giảo tự xoắn, cúc hoa hồng thanh tú, cúc lá rí với cúc thảo ly. Cái này là cúc lá rí. Cây nào thì em cũng có quấn rễ hết nha cô chú nha. Đây đó thì mình lấy bo rất là nhiều ha. Rồi. Combo 5 cây 5 giống. Em đo một cây cao nhất với một cây thấp nhất nha cô chú ha, là tầm khoảng đó làm giao cho cô chú mình ha. Cô chú anh chị nào chốt 10 cây thì em sẽ tặng thêm 1 cây ha. Chiều cao cây này là được 72. Giảo tự sáng mình cao được là 35 ha, là cao khoảng từ 70 cho tới 30 nha cô chú ha. Là combo 5 cây 5 giống. Dạ, giá giao lưu bao nhiêu ha? Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450, 5 cây em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Dạ. 10 cây thì em tặng 1 cây, nhưng mà 4 cây thì em không bao ship nha cô chú nha. Rồi, em đỏ luôn ha. Combo số 2 ha cô chú anh chị. Số 2K cũng là combo 5 cây 5 giống nha cô chú ha. Là gồm có cúc này Vạn Thọ 100. Này cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Cái này là cúc Vạn Phúc. Dạ. Cái này là cúc hoa hồng thanh tú ha cô chú. Cái này là cúc cam, toàn bộ làm có quấn rễ đẹp hết. Hoa hồng thanh tú là về là cô chú anh chị mình thấy mặt bông liền ha. Cây nào cũng có quấn rễ đẹp hết toàn bộ nha cô chú ha. Đúng rồi, cúc bông đẹp nha cô chú anh chị, đế đẹp luôn ha. Là gốc thì khoảng bằng ngón tay út nha cô chú nha. Cây này em ghép một mùa hơn thôi ha. Rồi em đo tương đương cô chú anh chị mình là 1 cây cao nhất với 1 cây thấp nhất nha cô chú nha. Cây này là mình cao được là 37. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là combo mã số 2 ha. 5 cây 5 giống cũng là 450 em bao ship cho cô chú anh chị luôn ha. Dạ, 450 luôn nha cô chú. Cây là tầm khoảng 35 tới 70 đổ lại ha cô chú ha. 30 tới 70 ha. Này về cô chú anh chị mình lấy bo là ok lắm luôn á, 1 cây là được vài chục bo luôn á. Cam bo nhiều ha. Đế đẹp. Chụp tấm hình này. Rồi, mã số 3K ha cô chú. Là 1 cây hoa hồng thanh tú với 1 cây cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Dạ. Cái này là gốc bằng ngón tay trỏ nha cô chú ha. 1 cặp 2 giống ha. Cái này em ghép được 2 mùa. Rồi cái này về lấy bo ok luôn quý cô chú vậy. Gốc từ khoảng bằng ngón tay trỏ đây cô chú ha, liền cốt ha. Dạ. Xíu nữa mới liền chứ. Chít nữa. Để về cô chú thấy nó còn xíu, cái nó nhỏ này nó xạo nữa. Chiều cao cây hoa hồng mình cao được 74 ha. Tán ngang là 45. Cúc không nhị mình cao được là 62. Tán ngang là 34. Cặp 3K ha, không nhị với hoa hồng. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 em bao ship. Dạ rồi 400 ha cô chú. Dạ. Mã số 4K. Rồi, 1 cặp thọ hương luôn cô chú chị. Thọ hương này em thả tàn bo rất là nhiều nha cô chú ha. 1 cây là bo như thế này luôn ha. Cái này lấy siêu bo luôn ha. Gốc nhớt thì liền cốt rồi nha cô chú nha. Đây là về siêu bo luôn, về cô chú anh chị lấy gần cả 100 bo luôn. Cái này em vậy, mà quấn rễ đẹp hết toàn bộ ha, cây nào cũng là gốc nhớt liền cốt hết. Gốc thì phải bằng ngón tay trỏ em thôi ha. Dạ. Con nhiều lắm cô chú. Chiều cao của cây bên đây là 87. Tá ngang của nó được 1m08. Cây thứ hai là mình cao được là 67. Tá ngang của cây là 86. Cặp Thọ Hương ha, mã số 4K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 400 em bao ship. Dạ, quá trời bo luôn nha cô chú nha. Rồi, quấn rễ đẹp hết luôn. Một cặp Thọ Hương. Mã số 3 hả chứ? 5. 5. Đâu còn 3 hoài trời. 5K. 5K là một cây hoa hồng thanh tú với một cây cúc quýp nha cô chú nha. Mấy cây này là em ghép gốc nhớt liền cốt hết ha cô chú ha. Rồi, lấy bo được nhiều lắm luôn á cô chú anh chị. Để, liền luôn rồi ha. Cây này em nuôi hai mùa mấy ba gần qua mùa hết rồi. Rồi, em xin cái lo luôn ha. Cao là 84 cây cúc quýp á ha. Ủa câu cúc hoa hồng ha, cao là 84. Tá ngang là 84 luôn. Cúc quýp mình cao được là 44. Tá ngang là 59. Cặp 5K 2 giống em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 400 em bao ship. Dạ rồi 400.000 2 giống. Rồi mã số 6K nha cô chú anh chị. Là một cây cúc Thọ Hương với một cây cúc hoa hồng thanh tú. Dạ. Cây nào cũng gốc nhớt liền cốt hết nha cô chú ha. Này thả tàn tự nhiên bo nhiều hết mà chú. Dạ cây này là mình thấy bo rất là nhiều luôn nha cô chú ha. Nó còn có chút xíu nữa là nó cô chú. Gốc thì cỡ bằng ngón trỏ ngón cái ha. Trời ơi quá trời nước lụ luôn. Rồi em xin số đo luôn à. Cúc Thọ Hương mình cao được 73. Tá ngang là 74. Cúc hoa hồng thanh tú mình cao được là 68. Tá ngang là 73. Này gốc nhớt bằng liền cốt hết, bằng ngón tay hết nghe cô chú nha. Hay bằng ngón tay hết. Bằng ngón tay trỏ hết nha. Là em cặp 6K, em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 400 em bao ship. Rồi 400.000 đi cô chú anh chị. Em đổi luôn ha. Mã số 7K. Một cây cúc hoa hồng thanh tú với một cây cúc tây thi. Nè, cúc hoa hồng này quá trời nụ nút nụ luôn rồi cô chú. Sắp sửa nở hoa luôn rồi ha. Bo già hết rồi cô chú anh chị. Rồi, bên này đến mới quái luôn nha. Xin số đo luôn nha bà chú. Quên. Đế đẹp luôn nha cô chú nha. Hoành là 8. Chiều cao là 66. Tán ngang là 39. Cúc hoa hồng cao được là 40. Tán ngang là 50. Hoành ở vị trí này là 10. Cặp 7K ha. Hai giống em giao lưu với cô chú anh chị mình là 450 em bao ship. Dạ rồi 450 nha cô chú. Tiếp theo là cây mã số 8. À, cây cúc Thọ Hương. Cây này lùng liền ha cô chú anh chị. Ghép được 2 bo nhưng mà tàn ấm tàn ha. Rồi, đế nhỏ nhỏ xinh xinh nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn. Đế đẹp luôn. Hoành là 12. Chiều cao là 56. Tán ngang là 70. 8K em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ 500.000 mã số 8K. 9K. Ủa 9K. Ok cúc Thọ Hương luôn. Rồi hàng mini nhưng mà có bo nhiều lắm cô chú anh chị. Cây này hiện tại mình ghép được 2 lóc bo nha cô chú. Rồi em xin số đo luôn ha. Hoành là 13. Chiều cao là 70. Tán ngang là 64. Thọ Hương ha, mã số 9K. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ 500.000. 10K. Mã số 10K. Cây cúc tây thi. Rồi cây này thì tàn đều luôn rồi cô chú. Em ghép 3 bò. Về bo ghép lên da lương hết, cô chú anh chị mình lấy bo được liền rồi nha. Đế đẹp luôn ha. Rồi. Hoành là chín. Có đế, bộ đế nôm đẹp luôn á. Chiều cao là 65. Tán ngang là 51. Cúc Tây Thi 10k em giao lưu với cô chú anh chị mình cũng 500 em bao ship. Dạ rồi, 500 ngàn. Cúc Thọ Hương mã số 11k nha cô chú anh chị. 5 cây Cúc Thọ Hương đế đẹp ha, ghép được 2 bo. Thả tàn tự nhiên cô chú anh chị mình về đôn lấy bo ha, năm xa là dày tàn lắm nha cô chú nha. Cây này 2 bo thôi cô chú anh chị, đế dễ thương ha. Rồi. Hoành 12. Chiều cao là 48. Tán ngang là 59. Thọ Hương hang mã số 11k, giao lưu với cô chú anh chị mình 500 em bao ship. Dạ 500 nha cô chú. 12k. Ở cây Cúc Thọ Hương luôn. Cây này bo quá trời bo luôn nha cô chú nha. Cây này cũng còn ôm nụ quá trời luôn á cô chú anh chị. Mình nụ to về cô chú anh chị mình muốn thấy mặt bông là lãi lá là lên chùm bông liền luôn. Dạ. Cây này ghép bo lớn hơn cô chú anh chị, 2, 3, 5, 7 bo ha. Rồi em xin số đo luôn nha. Hoành là 15. Dạ, 15 hoành. Chiều cao là 89. Tán ngang là 1m04. Cúc Thọ Hương hang mã số 12k, giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 em bao ship. Dạ, 850 nha cô chú anh chị. Trời ơi, cây này nắp nụ thấy thương luôn á cô chú. Rồi mã số 13. 13k. Là một cây Cúc Thọ Hương. Cây này cũng thả tàn tự nhiên nữa cô chú anh chị. Rồi mình ghép cái này được 2 bo chà bá luôn á cô chú anh chị. Đế là có đế luôn ha. Rồi. Có mặt bông luôn về cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống ha. Mà bị héo à. Hoành là 13. Dạ. Chiều cao là 84. Tán ngang là 1m01. Thọ Hương hang 13k, giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ 700 nha cô chú anh chị, cây này thả tàn tự nhiên luôn ha. Cây mã số 14. 14k. Cũng một cây Cúc Thọ Hương luôn. Dạ cây này thì quá trời thả tàn tự nhiên, bo lắm hả bà chú? Bo quá trời bo luôn. Bo này mệt nghỉ luôn. Cây này ghép được 2 bo thôi cô chú anh chị mà đế có đế ha. Rồi. Hoành là 14. Chiều cao là 1m06. Tán ngang là 79. Thọ Hương hang mã số 14k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 em bao ship. Dạ 850 thôi cô chú anh chị, quá trời cái tàn luôn ha. Rồi mã 15k. 15k. Cây Cúc Thọ Hương. Đây. Đá não rồi chú anh chị. Đẹp quá trời bo luôn. Còn là 17. Chiều cao là 97. Tán ngang là 1m11. Thọ Hương hang mã số 15k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 900 em bao ship. Dạ 900 thôi cô chú, cây này cái bo già lắm rồi cô chú anh chị. Mình cắt làm giống được liền luôn ha. Rồi. Dạ. 16k. Một cây Cúc Thọ Hương. Cái này cũng thả tàn tự nhiên luôn cô chú anh chị, mình lấy bo ghép nhân giống được nhiều lắm luôn. Cây này hiện tại là mình ghép được 2, 4, 5 bông. Này không nhiều. Trời, đáng cũ dễ thương ha. Mà em nuôi thuần chậu hết rồi chú ha. Về em bó bầu gửi cho cô chú anh chị mình là không có bị bể bầu đâu nha. Hoành là 12. Chiều cao là 96. Tán ngang là 90. Thọ Hương ha, 16 cam giao lưu chứ cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. 700 hả cô chú anh chị? Mã số 17k. Ok, cúc Thọ Hương. Dạ quá trời cái tàn rồi cô chú anh chị, mình lấy bo là ngon lành luôn ha. Cây này lấy bo mệt xỉu luôn á cô chú anh chị. Quá trời bo luôn. Hiện tại là cây này mình ghép được 2, 4, 6, 8 bo nha cô chú. Rồi. Tàn biết quyệt luôn, nút nụ thì quá trời cô chú anh chị, về cứ muốn thấy mặt bông là có mặt bông liền luôn ha. Em bao cô chú anh chị mình chuẩn giống hết nha. Hoành 12. Chiều cao là 1m05. Tán ngang là 97. Thọ Hương ha, mã số 17k. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 750 em bao ship. Dạ 750 nha cô chú anh chị. Mã số 18 ha cô chú. Cổ quá trời cái tàn luôn rồi cô chú anh chị. Tàn thùm lùm luôn ha. Cây này lấy chắc được vài trăm bo ha bà chủ. Dạ. Trời bo, Thọ Hương thì mình lấy 1 mắt đến 2 mắt lá là lên nó mới mạnh nha cô chú nha. Dạ, cây này ghép được 3 bo cho bá lửa luôn đó cô chú. Cây này già mùa. Có mặt bông luôn, bông gió. Hoành là 15. Chiều cao là 1m14. Tán ngang là 1m17. Mã số 18k ha, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1 triệu em bao phí ship. Dạ, 1 triệu chẳng luôn quý cô chú anh chị nha. Quá trời cái tàn luôn. Ừ. 19k nha quý cô chú. Cây này cũng thả tàn tự nhiên luôn ha. Cây này mình lấy chắc cũng được vài trăm mà cô chú anh chị. Bo ghép là quá trời luôn cô chú chị ơi. Nó một bông vàng sáng luôn ha. Cây này thì mình ghép hiện tại là 2, 4, 5, 6, 7 bo. Dạ. Hoành là 14. Chiều cao là 1m09. Tán ngang là 91. Thọ Hương ha, mã số 19k. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 850 em bao ship. Dạ rồi, 850 nha cô chú. 20k nha cô chú anh chị. Là một cây cúc đại đó. Dạ, cái tàn nó thì đều tròn nha cô chú ha. Tàn đều ha cô chú, bo thì bo già luôn ạ. Đế đẹp luôn. Quá trời bo. Hoành là 17. Chiều cao là 81. Tán ngang là 1m07. Cúc đại đó ngang, mã số là 20k. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 em bao ship. Dạ rồi, 1.700.000 nha cô chú. Cúc đại đó nha. Rồi cây cúc Thọ Hương nha cô chú. Mã số 21k. Cây này thì giờ nó sung quá trời nên đang ra một bông gió luôn nha cô chú. Mặt bông vừa cúc Thọ Hương vừa nghe mình như thế này ha cô chú ha, bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình ha. Có một số cây kia là để giống không có lãi lá cho nên không có bông ha. Cây này là có bông cho cô chú anh chị mình tham khảo luôn ha. Cái này là gốc nhớt liền cốt. Chút xíu nữa là liền rồi ha. Hoành là 6. Chiều cao là 80. Tán ngang là 63. Cúc Thọ Hương ha, mã số 21k. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 500 em bao ship. Dạ 500 nha cô chú anh chị. Một cây cúc thọ hương. Một cây cúc thọ hương luôn hả cô chú anh chị? Cây này thì tàn lớn hơn xíu nha cô chú, đế có đế luôn ha. Không phá tàn tự nhiên luôn. Cô chú anh chị mình đôn tàn lấy bo xong hay là năm sau là sẽ tàn sẽ vậy hơn ha, có mặt bông nha cô chú nha. Có mặt bông gió cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống luôn ha. Rồi đế là có đế đẹp luôn nha cô chú. Cô chú anh chị mình đôn tàn lấy bo xong là sẽ ra bông nhiều lắm luôn á cô chú. Hoành là 19. Chiều cao là 1m26. Tán ngang là 1m02. Thọ hương ha, mã số 22k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000 em bao ship. Dạ rồi, 2.800.000. Rồi, mã số 23k là cây cúc thọ hương. Quá trời cái tàn thùm lùm luôn rồi cô chú anh chị. Thùm lùm luôn, có hoa xó luôn nha cô chú nha. À, cái này cái bo ghép chà bá nữa luôn ha. Ghép được 2, 4, 6 bo. Là về một nhánh mà lấy rất là nhiều bo luôn ha. Cái này lên Gia Lương này ha. Cô chú anh chị mình về lấy bo liền được luôn nha cô chú nha. Lên Gia Lương hết rồi ha. Cây tàn quá trời cái tàn. Rồi em sẽ ra đây ha. Hoành là 22. Chiều cao là 1m04. Tán ngang là 1m13. Thọ hương ngang mã số 23k, em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.100.000 em bao ship. Dạ 1.100.000 nha cô chú anh chị. Dạ 24k nha cô chú anh chị. Nhiều. Cây này mình hiện tại là mình ghép được 2, 3, 5, 6 bo nha cô chú anh chị. Rồi. Số ra 3 dòng luôn nha. Có hoa gió luôn nha cô chú nha. Hoành là 11. Chiều cao là 84. Tán ngang là 1m. Thọ hương ha, mã số là 24k. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 em bao ship. Dạ 700 nha cô chú anh chị. Cái này tàn cũng khá là lớn ha. Có mặt bông gió màu sáng đẹp luôn. Rồi mã số 25k nha cô chú anh chị. Cây cúc đại đóa nha cô chú nha. Có một số mặt bông ha, về cô chú anh chị mình yên tâm lấy giống luôn nha cô chú nha. Về hí vàng về tới cô chú anh chị mình sẽ nở nha. Cây này cũng còn một số nút nụ nha cô chú anh chị. Thế nở hậu luôn nha. Rồi, em xin số đôi luôn ạ. Hoành là 21. Chiều cao là 92. Tán ngang là 97. Cúc đại đóa ngang mã số 25k. Em giao lưu với cô chú anh chị mình là 2.800.000. 2.600.000 em bao ship. 2.600.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Mã số 26k. Là một cây cúc thọ hương dáng bay nha cô chú nha. Tàn này là lấy bo được mệt xỉu luôn á cô chú chị. Quá trời, còn nút nụ nhiều lắm á cô chú chị. Đây là lá của cây gì vậy? Dán bye bye luôn ha. Về cô chú anh chị mình thấy mặt bông là lãi nhánh này là lên bông liền luôn á nha cô chú nha. Em nhưng mà thọ hương vườn em là giống như cây em quay có mặt bông ha, nhưng bao chuẩn giống thọ hương cho cô chú anh chị mình luôn. Đây cũng có cái bông nữa mà tàn, nắng nôi te tua tơi tả. Hoành là 18. Chiều cao là 98. Tán ngang của cây là 1m28. Cúc Thọ Hương dáng Thọ Hương, nha cô chú. 26k. Giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.700.000 em bao ship. Dạ. 1.700.000. Rồi, cũng là cây cuối clip của em luôn ha. Cuối clip em chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã bỏ thời gian xem hết clip ha. Em rất mong cô chú anh chị rằng sao yêu thương ủng hộ dường em ạ. Anh chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại. Dạ, em xin chào các clip ở đây luôn cô chú.